nhận cho thầy. Bài số 2 cũng tương tự như vậy, STNO đơn trước khối lượng giảm là 6,2. Sau khi các em nhanh nhẹn rồi, chúng ta cũng không cần gì phải là viết nhiều nữa, viết trực tiếp luôn. CO2 là A, nước là A, bởi vì bằng nhau về số mol. Kết quả là 100A là cái tủa cái làm cho nó giảm, trừ đi 44A cộng 18A thì bằng 6,2. Xin lỗi, ở đây thầy có là bình tăng. Chú ý hộ thầy, bình tăng. Bình tăng của thầy thì suy ra là không có cái này nữa. Bình tăng của thầy chính là cả CO2 và nước. Kết quả là A. Tức là người ta hỏi là bình chứ không hỏi là dung dịch. Các em phân biệt thầy nhé. Dung dịch giảm, dung dịch tăng, và bình thì luôn luôn tăng. Đấy, bình tăng. Bình tăng là của CO2 và nước chui vào, người ta không bỏ cái tủa ra ngoài. Vì thế là thầy có suy ra A bằng là 0,1. A 0,1 thì suy ra kết tủa của thầy là CaCO3 là 100A, tức là bằng 10 ga. Đáp án là B. Rất là ngắn gọn thôi. Các em chú ý hộ thầy hai cái chỗ này. Bài này rất là hay, nó phân biệt hai cái đề với nhau. Thứ nhất là bình tăng này, thứ hai là dung dịch này. Khối lượng dung dịch này. Đấy, các em chú ý hộ thầy.